Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Đấy, em tiếp tục lên cho các bác một con giải mã cho các bác ăn Tết nhá. Đấy, bác nào mà chưa có giải mã tốt, chưa có giải mã hay, chưa có công suất hợp lý thì alo ngay cho em ngày hôm nay nha. Chốt ngay con X7 này về các bác. Đây X7 nha. Đấy. Dòng này thì giải mã lên tới là 24 bit. Vâng. Nó tức là nó chuyển đổi tín hiệu số đấy. Đấy. Đó là chuyển đổi từ đường quang. Đây. Từ cổng quang. Đấy, sau đó ra phần xử lý tín hiệu chuyển đổi số, xong bắt đầu nó xuất ra đường AV ở đây. Đấy, con này thì nó có hai cổng ra để các bác cắm xuống âm ni hát karaoke hoặc nghe nhạc. Tết này bác làm mà có âm ni mà chưa có một con giải mã tốt, mà hay là vẫn đang còn dùng con giải mã bao diêm, thì cứ alo cho em lấy ngay con này về. Nói thật với các bác, hay cực kỳ luôn, giải mã gấp vạn lần bọn kia. Giải mã bao diêm nhá, nó chỉ bé như này con này. Đấy, cái phên bạch nó rất là nhỏ, tay em hơi bẩn tí nha, tại vì em vừa vệ sinh con này xong. Nó bé bé nhẹ thôi, bàn tay thôi. Thế là cái phiên mạch nó bé, rất là bé. Đấy. Thế là cái độ lọc tín hiệu của nó cũng không được chuẩn. Tức là nó chỉ là chuyển đổi tín hiệu số thôi, còn để mà lọc thì nó không có. Nhưng với những con này thì em nghĩ là nó sẽ to hơn. Đấy, nó to hơn, thứ nhất là nhìn nó to hơn rồi. Đấy, cái thứ hai là nó sẽ chuyển đổi nhạc, và nó sẽ qua quá trình nó xử lý tín hiệu, và nó cũng sẽ lọc một phần tiếng, nó giúp nó hay hơn. Mình hát karaoke nghe tiếng nó rõ ràng hơn, nó hay hơn nhiều. Đấy. AV con này được trang bị là 5 cổng, trong đó thì có 2 ra 3 vào. 2 ra 3 vào nghĩa là gì? Tức là 3 cổng đầu vào để mình cắm điện thoại, máy tính, TV. Đấy. Còn 2 cổng đầu ra là để mình dùng để lấy tín hiệu xuống âm ni to, hát karaoke hoặc nghe nhạc làm giải mã. Ngoài ra còn được trang bị thêm 2 cổng quang. Trong đó có 1 cổng in, 1 cổng out. In em đang cắm đây rồi, out là cổng ra đây. Đấy. Các bác phối loa thì có thể phối loa từ 4 đến 16 ohm, rất dễ ghép. Đây là cầu loa. Đấy, vế trái loa trái, vế phải loa phải, xong, đơn giản cực kỳ. Hàng sản xuất tại Nhật luôn các bác nhá. Đây là hàng made in Japan, sản xuất trực tiếp tại Nhật. Hàng nội địa trong nước đấy. Đấy, máy móc em. Các hình thức thì các bác nhìn thực tế, nhà em thì quay không có gì phải giấu giếm cả. Đây. Đấy, còn cái chỗ này thì về các bác vệ sinh nốt, tại vì cái mặt này em quên. Em lau đây, trên này lau rồi, dưới này lau rồi, nhưng mà có cái mặt này nó quên này. Đấy, thì chỗ này về các bác vệ sinh qua em tí. Cái này thì đơn giản mà, nó chỉ là văng dính mà. Này mình ấy thì nó hết mà. Đấy này, cạo qua nó cũng bay. Đấy. Rồi. Sau đây em test nhạc các bác nghe thử nhá. Đấy. Đây. Mời các bác cùng em thử một lần chất âm này. Hay lắm, công suất làm công suất nghe phê lắm.
Đấy, hay lắm các bạn, làm công suất nghe cực sướng luôn. Các bạn mà ngồi thực tế anh em thì nghe nó mới cảm nhận được, chứ còn nhiều khi là nghe qua điện thoại thu âm này nó cũng bị hao tổn mất một phần gọi là chất âm rồi. Cộng thêm lại cộng cái điện thoại của các bác nữa, nhiều con điện thoại nó cái loa kiểu các bác dùng nó cũng lâu rồi ấy, nghe nó cũng không được chuẩn. Nếu có một bác nào mà thích thì đeo tai nghe mà nghe thử một xem, nó sướng lắm. Đấy. Em này em bán hàng cứ bằng thật. Vâng, có là em bảo vệ luôn. Còn ví dụ như em mà bán hàng em bảo ui con này long lanh lắm, em cứ để mặt trước này, đây có bao nhiêu này, đẹp chưa, long lanh chưa, thì thế thì không được. Còn cái chỗ này em nói rõ rồi, là cái chỗ này là em thực sự đang quên, để em quên thì về các bác vệ sinh cho em thế thôi. Đấy, còn hàng bãi thì các bác phải thông cảm là kiểu gì nó cũng có chuyện bụi bặm hay là nó va quệt một tí, nhưng mà nó tức là ý là nó có một chút xước sát đấy, nhưng mà em thấy con này là hàng tình trạng là còn rất là ok đấy, không bị móp mép rồi không bị này cả. Thế thôi, sợ nhất là hàng nó bị móp mép, bởi vì móp mép thì mình lại phải gò lại nhìn nó lem nhem lắm. Đấy, còn con này là về là cứ thế là em bán rồi, không phải móp mép, không bị ghế gì cả. Đấy, chỉ có mình ngồi mình vệ sinh thế thôi. Rồi, còn test giải mã thì có chuyển cho em này. Chuyển về chế độ OPT. À, em xin lỗi, Digital là cổng quang này. Đấy. Đây là kết nối với Smart TV này. Làm giải mã đấy. Chiều không buồn vì lìa đâu. Vâng, đấy thì đấy là đường quang để làm giải mã rất là hay các bạn. Các bạn cứ yên tâm mà dùng, sướng lắm. Hàng những cái hàng nó bền và nó hay lắm. Về về con này thì em bán là không CDMD nhá, tức là không bao chạy CDMD. Còn bao nào cần thì về tự kiểm tra. Thì giá con này thì em bán là vâng, con này thì thôi giá để gọi là giải mã cho các bác và công suất thì để các bác con này giá là 1.050.000. Đấy. Vâng, 1.050.000. Mới rồi, để các bác triệu tròn cho nó dễ nhá. 1 triệu tròn, bác nào chốt thì nhìn theo luôn ngay cho em qua số 0966 594581. Vâng, em xin chào các bác nhá.